Hello, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, rồi thì hôm nay thì Nhân sẽ trở thành một đầu bếp các bạn ơi. Nhân sẽ đi nấu những cái món rất là ngon. Nhưng mà chỉ làm từ mì tôm thôi các bạn ạ. Những sợi mì các bạn ơi. Rồi ok, như kiểu là mì cay. Mì tôm mì tôm cho hẳn con tôm vào, mì xúc xích, mì trứng các bạn ơi, rồi và mì ý nữa cơ. Trời ơi, rất là nhiều món mì ngon các bạn ơi. Nhân sẽ làm chủ một cửa hàng mì các bạn ơi. Ok thì các bạn ơi, các bạn xem nha, các bạn nếu thấy thích cái video này của Nhân nha thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau á vào bếp và nấu các món mì ngon cho các bạn ăn thôi. Ok các bạn ơi, đây chính là mời khách hàng đầu tiên của Nhân các bạn ơi. Không biết là bác này muốn ăn cái gì đây. Ui đấy, mì tôm các bạn ơi. À mì tôm này, có con tôm bên trong các bạn nhìn thấy chưa. Bây giờ Nhân sang là cho những cái sợi mì vào đây các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa, cho sợi mì đây, con tôm kìa. Trời ơi, bát mì này quá ngon luôn các bạn ơi. Nhìn là đã muốn ăn rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn bác có vui không các bạn ơi. Bác thèm ăn mì tôm cho Nhân làm các bạn ơi. Ok, được 3 sao luôn, quá tuyệt vời. Người ta phải gọi đây là đẳng cấp nấu ăn các bạn ơi. Rồi, lần này là chị gái này các bạn ơi. Chị gái này các bạn nhìn quen không? Ôi, lần này chị ăn ăn kiểu gì đây? À, chị này chị ăn mì tôm với trứng. Nhưng lần này chị không ăn vào cái bát, chị ăn vào hẳn một cái ấm chuyên các bạn ơi. Ấm pha trà ấy. Chất thật sự luôn. Rồi, đây em sẽ làm cho chị một bát mì tôm trứng các bạn ơi. Rồi. Wow. Lần này được mấy sao đây? Ui, ui chị ăn ngon lành luôn. Quá ngon rồi chị ơi. Rồi, được rồi các bạn ơi. Lần này Nhân sẽ chế biến cho bác này rất là nhiều món ngon. Nhưng mà Nhân đang tìm ra những cái loại mì mới các bạn ơi. Xem nào, lần này Nhân sẽ tìm là đây cái loại mì đỏ này đi các bạn ơi. Rồi siêu cay, chắc nhà vua thích ăn siêu cay. Ui, đây là nhà vua các bạn ơi. Trời ơi, Nhân phải làm mì cho nhà vua. Được rồi, nhà vua. À, đầu tiên nhà vua thì cho nhà vua ăn con tôm này đi. Rồi, con tôm này. Ui. Tôm tôm Alaska các bạn ơi. Rồi, cho thêm mấy con tôm Alaska vào đây. Wow, rồi ba con tôm luôn. Rồi thì mình sẽ cho nước sốt. À, cái này là nước sốt này. Đây là cho tí nước sốt này vào lên các bạn ơi. Rồi, lấy. Bắt đầu cho mì nha. Trời ơi, bắt mì tôm của nhà vua toàn tôm hùm Alaska thế này, ăn thì miễn chê các bạn ơi. Ui chết rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình để mì tôm của mình vương ra ngoài rồi các bạn ơi. Ôi hỏng rồi. Trời ơi, bát này, bát mì tôm của nhà vua mà làm rơi mì ra ngoài này, không biết nhà vua cho mấy điểm đây. Ui, nhà vua ăn khen ngon gật đầu các bạn ơi, nên là nhà vua cho 2 sao. Ok, tiếp theo level tiếp theo nha. Rồi, nhà vua cho một cái chìa khóa các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, được mở cái hộp quà này chất quá các bạn ơi. Nhưng mà thôi, mình không có tiền. Ok. Rồi, lần này mình sẽ làm cho một cụ già các bạn ơi. Cụ già thì Nhân đang tính xem nên làm cho cụ một bát mì gì đây. Đây, cho sợi mì màu vàng nha các bạn nhé. Ok. Ta luôn. Lần này là mì xúc xích các bạn ơi. Rồi, ok luôn. Mì xúc xích cho cụ ăn nhá. Cụ ăn thật nhiều nha cụ nha, cho nó ngon. Ok, xúc xích kia các bạn nhìn thấy mì xúc xích không? Rồi, lần này cụ ăn nha, ăn ngon miệng nha. Rồi, cháu cảm ơn cụ đã ghé qua quán mì tôm của cháu. Quá hay luôn. Rồi, lần này là một chị các bạn ơi. Chị này thì là chị rất thích ăn mì với lại rau các bạn ơi. Rồi, lần này Nhân sẽ tìm nha. Mình sẽ mở xem nào có một cái món mì mới nào không để làm cho chị nha. Hy vọng được món mì mới các bạn ơi. Mì gì đây? Mì gì đây? Ui, sợi mì màu đen các bạn ơi. Màu đen là lần này chắc là mì này cho nước tương rồi. Bây giờ Nhân sẽ làm thử cái món mì màu đen cho chị ăn nha. Đấy, chị ăn cả rau luôn các bạn ơi. Ui, sợi mì màu đen các bạn nhìn đẹp không? Quá ngon luôn ý, trời ơi, ngon lắm đấy. Không phải dạng vừa đâu, trời ơi, nhưng mà mỗi tội là nhìn nó như con giun ý các bạn ơi. Được mấy sao đây? Ui, được 2 sao, suýt nữa thì được 3 sao rồi. Chị ăn cũng khen ngon các bạn ơi. Rồi, lần này, ui, là một anh
Giám đốc các bạn ơi, nhìn ăn mặc kiểu này chắc chắn là giám đốc rồi. Anh nghe có một cái chìa khóa đấy các bạn ơi, nhân đang tính sẽ làm cho anh sợi mì bát mì màu vàng nha các bạn nhé, màu vàng đi để xem nào anh ăn anh có ok không. Lần này được một cái chìa khóa thì nhân sẽ mở hòm đấy các bạn ơi. Đương nhiên là mì tôm sẽ có chanh nha các bạn nhé, cho lát chanh vào đây, hai lát, cho thêm một lát táo cho trên được các bạn ơi. Mì tôm có táo, trời ơi mì tôm ăn với táo thôi rồi các bạn ơi. Nhân sẽ cho ít nước súp đây, cho ít tương ớt luôn, siêu ngon anh ơi. Ớt súp xanh, súp đỏ, các kiểu súp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho mì nha. Rồi ok, hy vọng là lần này Nhân sẽ được 3 sao các bạn ơi, 3 sao, trời ơi 3 sao nó mới vui chứ. Hồi hộp quá, trời ơi nhìn cái bát mì nó có đẹp không. Ui anh em ngon miệng luôn các bạn ơi, thế là Nhân đã được 3 sao rồi. Ok, ngon, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi, thế là Nhân đã có 3 cái chìa khóa rồi đấy các bạn ạ. Nhân sẽ mở một cái hòm nha. Ui được 500 vàng các bạn ơi. Ui, ui 3.000 vàng, trời ơi tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thế là Nhân có 6.000 tiền vàng các bạn ơi. Rồi lần này là Nhân sẽ làm một bát mì cho cụ già này mang về các bạn ơi. Lần này thì Nhân sẽ làm cho cụ bát mì siêu cay đi nhá. Ok, sợi mì mọng đỏ rất là ngon các bạn ơi, có cả thịt có cả rau đây nữa. Lần này là cụ mang về nhà cụ ăn chứ cụ không ăn ở quán quản nhân các bạn ơi. Ui chết chết chết, mày nói chuyện quá, mày nói chuyện với các bạn quá. Rồi đang dồn mì vào trong đây. Wow, sợi mì mọng đỏ cực đẹp luôn. Rồi cụ, ôi cụ ăn luôn là cho tưởng là cụ mang cái hộp này về nhà chứ. Ok, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cứ thế này á thì quán mình á chắc là kiếm được nhiều tiền lắm đây các bạn ơi. Các bạn ơi, nếu thích thích cái video của Nhân các bạn hãy ấn like video nha, chia sẻ, bình luận nữa nha các bạn nha. Ok. Rồi và bây giờ thì tiếp tục các bạn ơi. Trời ơi, mình sẽ làm thật nhiều món ngon. Xem nào mình có mua được không, mở được các bạn ơi. Không mở được mấy cái máy này chứ, mình kiếm được mấy cái máy này nữa thì ngon các bạn ạ. Máy cho cái sợi mì của mình nó sẽ khác đi và nó sẽ ngon hơn các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục nha, thêm phát nữa nha. Wow, nhìn nó muốn ăn thì các bạn, lần này là bát mì tôm trứng các bạn ơi. Mì tôm trứng thì được rồi, sẽ cho sợi mì màu đỏ các bạn ơi. Ui nước súp này, với lại lá rau cải nữa. Ui đừng đừng đừng, cẩn thận có trứng nó rơi ra ngoài là hỏng hết các bạn ơi. Có mỗi lửa miếng trứng để ăn mà miếng trứng này rơi ra ngoài nữa thì dở hơi các bạn ơi. Thôi chết rồi, mì tôm nó bị rớt ra ngoài rồi các bạn ạ. Thế là Nhân chắc được 2 sao. Ôi ôi được 3 sao, trời ơi chị này, chị khách rất dễ tính luôn. Nhân không cho cái quả trứng của chị rơi ra ngoài nên là chị cho Nhân 3 sao. Yeah. Ok các bạn ơi, trông chị chất chơi người rơi quá đấy các bạn ạ. Rồi rồi, ôi cái này có vẻ ngon đấy các bạn ơi. Nhưng mà Nhân không bật mạng nha. Thôi để khi nào Nhân bật mạng thì Nhân sẽ mua một cái máy mới ngon hơn nha các bạn nha. Ok. Rồi tiếp tục nào. Ôi lần này thì làm cho một anh ninja các bạn ơi. Anh ninja thì cho anh một quả trứng đi nhá. Ok. Rồi một nửa quả trứng, trời ơi một nửa quả trứng gì mà to vậy. Thêm một quả ớt nữa, thêm lốt cái miếng thịt vào nữa các bạn ơi. Cho tí súp vào. Ui thôi chết rồi các bạn ơi, chết rồi, trời ơi rơi mất cái quả ớt ra ngoài rồi. Ui miếng thịt, miếng thịt, thế là rơi lút luôn miếng thịt. Nào đâu biết như vậy mà rơi hết các thứ vậy ra ngoài thì khách có mà chửi cho chết các bạn ạ. Thôi rồi bây giờ Nhân sẽ cho mì vào nhá, cho mì vào thôi, lại là bát mì trứng vậy, ăn cho nó ngon đúng không các bạn. Ok, easy game. Rồi được 2 sao các bạn ạ. Trời ơi có mỗi quả nửa quả trứng nên là anh cho mình có 2 điểm với 2 sao. Chối lắm. Ôi ui anh cho mình chìa khóa luôn. Ôi cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều luôn. Ui giời ơi các bạn ơi, lần này nhìn anh chàng đến quán của mình các bạn nhìn thấy anh có chất chơi người rơi không. Với cái bộ tóc có 3 sợi tóc của anh như này thì anh này phải gọi anh là Tam Mao các bạn ơi. Trời đất ơi. Rồi lần này ui anh ăn mì tôm ở trong cái ly này các bạn ơi, ăn mì với sô cô la. Trời ơi anh thật là một người quá là đẳng cấp. Rồi Nhân về rồi là mì vào trong cái ly này thật cẩn thận nha, vì anh này ăn rất là khó tính luôn. Anh này ăn mì tôm ở trong cái ly này nó rất là bé luôn. Rồi bây giờ Nhân đã để thành công rồi, hy vọng anh cho tôi 3 sao nha.
Rồi anh ăn cảm giác thế nào? Trời ơi, lần đầu tiên thưởng thức mì với sô cô la. Ồ, lần này là một chị gái rất là xinh đẹp qua đây. Nhân tính sẽ làm cho chị một cái món mì này các bạn ơi. Mì đây là món mì một lâu lâu rồi đi các bạn ạ. Đấy, nên sẽ làm cho chị một cái món mì lâu lâu rồi nha, cho chị ăn nha. Ui, chị có bỏ khuôn ớt các thứ vào trong đây rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ nhân đang giải đều sợi mì ra. Tôi chết rồi. Chết rồi các bạn ơi, các bạn nhìn cái bát mì này nhìn nó có tẩm không, nhân nỡ tay các bạn ơi. Trời ơi, chị đẹp cho mình có 2 sao thôi. Nỡ cho tí mì ra ngoài nên là chỉ được có 2 sao thôi các bạn ạ. Ok. Ok các bạn ơi, thì cái video của Nhân nha xin được tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên ấn like video, chia sẻ video, đăng ký kênh, bình luận nữa nha. Ok, để cho mình biết cái video của mình có hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.